Rồi alo, xin chào anh em nha. Sáng nay quý xã ba bao đồ nghề mà tới trễ xíu, anh em lựa xong anh em đi hết trơn hết trọi rồi. Bây giờ còn lại hiện trạng một số đồ đạc lung tung. Đồ pin anh em, đồ pin này mới xả nha anh em, đồ pin này mới xả nha. Máy đẹp quá trời luôn nha. NATO, NATI, NATI, Bana gì đó, Makita. Makita đầu khía nè. NATI nè. NATI 113. EZT 113, EZT 108. Rồi khoan bê tông, nguyên hộp khoan bê tông luôn. Hitachi. Thì cũng như bình thường đối với anh em mới xem kênh của quý thì có muốn mua hàng thì liên hệ quý số điện thoại 0988577662. Số điện thoại quý để ở cuối tiêu đề. Nếu đọc nhanh quá anh em nghe không kịp thì mở nhấp vô cái tiêu đề thì nó hiện đầy đủ tiêu đề, thì trong đó phía sau là có số điện thoại của quý nha. Hitachi DH12 nè. Con này dùng mũi gài, có sẵn nguyên một mũi cho anh em về khoan bê tông luôn nha. Còn anh em muốn khoan sắt, khoan gỗ thì anh em mua thêm cái đầu nối ra ngoài này để nó kẹp. Mũi 1 đến 13 ly. Con này là chạy đa cấp nha, vô cấp. Rồi mài mini Gobi TG30 luôn, mất bên đá. Còn bên đánh bóng. Cắt gỗ Makita anh em ơi. Cắt gỗ Makita, cắt size 45 độ hai bên, LS1030. Để coi coi 1380W. Lưỡi 2,5 tấc anh em ha, 2,4 tấc đến 2,60 tấc ha. Thông thường thì nó gắn lưỡi 2,5 tấc. Điện 100W. Ơi, thùng liên hợp đẹp quá đẹp luôn. Đâu, thùng liên hợp. Bộ này mới quá. Bộ Redson. Redson made in China này mới quá, mất cái nắp này. Mới quá. Ồ. Bê tông, VUB. Hai tốc độ, khoan bê tông. Đảo chiều. Kênh 550W. 100W anh em ha. Rồi Makita. Quýt Makita 6919. Trượt 2T. Hitachi. Lưỡi 190. Rồi. Tí này còn sạch đẹp nè. Đèn pin Bana. Xài bóng thường. Đâu, cục pin này giá trị hơn cái đèn. Tăng đệ. Pin này để gắn máy bán nó đừng bán lẻ nó tăng đệ. Ha. Anh thấy máy pin 14, 18 của anh gì người ta mua pin hết trơn rồi, còn thanh không à. Rồi khoảng bê tông anh em ơi. Nồi đồng có đá nè. Nồi đồng có đá đây. Hitachi. Hai chức năng khoan sắt, khoan gỗ và bê tông. Con này là siêu. Siêu mạnh luôn. Full hộp anh em ha, màu vàng. Đầu kẹp 13 ly. Ba ly. Còn nguyên mà trái khế mở luôn. Rồi, đụng mày mới liền vậy đệ. Máy mài Nhật chứ máy mài Trung Quốc sao chịu nổi với em. Hitachi 960W mới tinh anh em ơi. Mới quá mới rồi. Điện 100W ha, cái này mà điện 220 thì anh em xài mê luôn, cơ còn tốt quá.
tốt quá. Ồ, con máy mài này cũng Makita này cũng đẹp quá đẹp luôn. Makita này 9500. Đang tắt. Cắt gỗ cũng đẹp luôn. Cắt gỗ Makita bị cắt dây sát háng rồi. Lưỡi tắt 6. Đời mới, đèn chiếu gì bố xua cho anh em ơi. Ồ, đèn chiếu lưỡi nè anh em thấy chưa? Phía dưới nè. Đó, đèn chiếu lưỡi, đèn led ở phía trong thấy không? Đèn led, đèn led, đèn led. Led chiếu lưỡi. Tăng. Tăng. Nè nè. Cứ ngồi mở cái ồ gãy đầu rồi. Gãy rồi. Gãy rồi. Nó lật lìa lật lội rồi. Nhưng mà người ta buộc lại người ta vẫn xài được anh em ha. Con này là còn sống chắc luôn. Bây giờ quý sẽ gỡ cái cục pin kia bỏ qua. Bật nó chạy cho vui chơi. Tăng. Gỡ cục pin này gắn qua cho nó chạy thử coi. Chạy không? Chạy không? Pin nó còn đâu mà chạy. Coi chừng người ta mua cục pin nó để gắn vô máy bán cái máy luôn. Tại vì pin ít quá. Hôm nay là mình phải bán máy cụm lê mới được. Có pin có máy chứ đừng bán loạn xạ xà bần quá. Đang nói chuyện cái máy liên hợp này cho anh em xem cái máy liên hợp này lại coi. Mở nắp lên anh em coi có cái gì trong này. Rồi còn lại cái túi đựng đồ không thôi, máy móc đi chơi hết rồi. Đây là cái lưỡi kẹp cái lưỡi cắt gỗ vô thiết bị gì đi chơi hết trơn trời rồi. À, ở đây chăng? Ôi, có hộp gì đây? Ô, chô, trà, cái hộp này kinh hả? Hộp này kinh nè anh em ơi. Ôi, rồi, được. Bộ đèn gió đá. Đèn gì đây anh em ơi? Bộ đèn gì khủng quá anh em ơi. Nữa anh em ha, chỉ có nhiêu đây thôi, hai cái bánh xe. Đây. Bánh xe 1, bánh xe 2. Handy Auto Kit. Tờ DC hả? Ô, coi giờ có cái remote rồi, chính cái remote rồi. Tờ DC. À. Ba ngàn anh em à. Tờ DC 3000.
Còn cái remote mà tời thì coi cái tời nằm đâu. Thế nào cũng còn cái tời dưới à. Ê. Cái ly. Đấy, nè. Bình nè. Máy nè. Có cái vải của nó không? Đấy, bóp ly cho ngay ngắn đàng hoàng rồi để chỗ nào đừng có cái nguy cơ bị đứt bị bể ra nữa. Cứng dữ à. Rồi bỏ cô Tân bỏ chỗ ngoài chỗ thoáng để chỗ nào thoáng đừng có cho mất đồ mất phụ tùng. Ô pin gì dữ à. Asada. Thương hiệu của mấy hãng máy công cụ. Tha ra, đụm ly, gắn vô cho đủ. Có cái tài không? Bây giờ khách kiếm tài nhiều. Con đó. À con đó là không phải. Nè Tăng. Hitachi hả? Máy khoan Hitachi màu hường DS9DM2. Này bán cà rem được. Cà rem kem. Đây đẹp quá. Cái đó tôi kiếm 2 xị đó. Đẹp quá bán đẹp quá bán 6.000 tí. 70 ngàn á. Gọt pin kìa. Trăm won. Bộ lon 1/2 Hitachi. Bộ lon điện. Cái máy này còn lợi dụng được cái lưỡi nha Tân. Lưỡi kẹp. Ôi khoan bàn đẹp quá đẹp rồi. Hả? Ừ cái đó hả? Nitto. Không biết của bộ nào đây. Ôi, máy hàng anh em ơi. Máy hàng điện nha. Hàng 160 ve nha. Đâu, để thử coi nổ không. Ồ, hiển thị điện tử luôn anh em à. Ồ, hiển thị điện tử luôn.
eco luôn, có chế độ eco luôn anh em ạ, tiết kiệm điện luôn. Rồi máy còn hoạt động bình thường anh em đó, về kết nối dây hàng vô là anh em đi hàng hàng gào đồ là ok luôn. Rồi tích hợp ra điện 30A luôn, 3kg, tích hợp phát điện 3kg luôn, phát điện được 3kg phù hợp cho anh em chạy máy cắt sắt, chạy máy đục ngoài công trường luôn. Ơi đem cái bộ liên hợp này ra nói chuyện với Thiệu với anh em mà lộ bộ công chuyện quá. Đây nó đây anh em à, cử nè, lưỡi cắt lưỡi gì lạ quá. Vẫn không có máy. Đâu? Cưa trượt. Mấy con này thì nó mất cái nắp LS. Mất cái nắp bấm để bấm cò. 1011. Cưa trượt 1 tí anh em ha. À. Được 1 tí luôn. LS 1011. Bơm nước này anh em, bơm nước chạy điện này. Bơm nước chạy điện này, cái này phi bóng phi chắc 35 40 gì đó. Bù lon Nati EZ 7271. Bộ này chắc chạy đó anh em ơi. Đấy lụm. Rồi. Hai con. Được mấy con mài tay điện 200V gin nè anh em ơi. Mitachi. Rõ như không? Đang để chạy 110, chạy nghe im vậy đó. Rồi được có 2-3 con hả anh em, nhanh tay nha. Rồi đưa vỏ anh coi thông số cho khách coi. Đưa vỏ. Con này đậu vỏ. Mất ha. Mitachi 200V. 12.000 vòng phút. 735W. Xài đá một tấc anh em ha. Vỏ nhôm. Rồi này ra dây là lụm lúa thôi. Được một con chạy. Được khoảng 2 con hả anh em ơi. Phải được cho mình nửa bao cũng đỡ. Đây đây đây, có cái đầu ở đây nè, mới dùng ở đây cái đầu. Rồi cưa kiếm mất là không có lưỡi. Anh em mua về để trong nhà cưa ống nước, đồ xử lý mấy cái ống nước mà trong ngóc ngách là không đưa thiết bị kéo kìm nào vô được á. Anh em dùng cái cưa này. À, này cắt ống nước trong hốc luôn, khóe rồi là thầy luôn à. Thầy luôn á anh em ơi. Bót nha. Mười quân 8 pin nằm trong. Cái này là không có sợ người ta gỡ pin này. Pin ion lithium. 10 quân 8. Cái này đó, những cái này. Còn cái này cái máy bào gọt này. Gì nè. Hả? Bao nhiêu tiền ký hả? 60 cái kia bữa giờ bán sức 80 hả bà, 80 sao anh mua được bữa giờ cứ về nó mua tao 60. Ai mua 60 nó mua 60 giờ má bán tới 80 rồi sao mua
đục bê tông anh em ơi, cắt sắt ruby anh em ơi. Cái này sao đem bỏ đây là sao Tân? Đâu kia kìa, đang kiếm máy gom lỏng, gần chụp lỏng đó. À. Mới kiếm được có con à. À. Có khách con có thứ. Con này chạy ngon lắm. Hôm nay cũng có nhiều đồ cho anh em đó chứ. Rồi anh em thích con nào có chụp gửi màn hình nha. Chụp màn hình gửi Zalo là quý tiệp. Có quý báo. Chào tạm biệt và cảm ơn anh em đã xem nha. Ừ. Đang nói chuyện con khoan bàn. Quá đẹp. Oh, tình cờ gặp cái con quỷ cưa kiếm này là còn nguyên cái lưỡi đao luôn nè, nguyên cây kiếm luôn, nguyên cây hàng luôn. Thằng này chà chân lại là đẹp trai liền anh em ơi, đẹp lắm nha. 6 tấc mô ly đầy đủ. Ồ, motor nhẹ nhàng Toshiba luôn nha anh em. Thằng này là thằng Nhật chính gốc nha, thằng Nhật nha, không phải là dạng đùa đâu. Liên lạc đầy đủ. Đây. Con này đánh bóng cái này lại là đẹp lan can liền. Chào tạm biệt và cảm ơn em đã xem nha.